Thì khi mà chúng ta không có muốn xài sim nữa thì các bạn có thể là vào trong cái máy tính của mình, các bạn sẽ xóa cái sim đi, remove cái sim đi. Vậy chúng ta có rất là nhiều cách để chúng ta remove, để chúng ta có thể là vào trong control panel của cái máy tính của chúng ta, hoặc là ở trên này các bạn sẽ lít chuột phải rồi các bạn chọn là install. Như vậy thì lúc này các bạn sẽ vào cái cửa sổ control panel program để mà remove cái ứng dụng luôn, thì chúng ta rất là nhanh để vào đây. Như vậy khi các bạn chọn cái sum, như vậy thì các bạn thấy là ứng dụng của mình đang được cài đặt ở trong hệ thống và chúng ta chọn install. Như vậy trước khi đấy thì các bạn xem thử cái sum của mình nó đang nằm ở đâu trong cái máy tính, tí nữa chúng ta coi là còn cái gì thì chúng ta có thể xóa luôn. Vậy các bạn chọn open file location. Vậy lúc này chúng ta chưa xóa nhé, chưa remove. Rồi ở đây các bạn thấy cái biểu tượng này thì cũng chưa hẳn là cái thư mục này đâu, bởi vì cái này nó chỉ là shortcut thôi. Như vậy mình lấy chuột phải, mình mở một lần nữa, open file location, và bây giờ mới thực sự là cái thư mục mà chúng ta đang cài đặt dữ liệu của Zoom ở đây. Như vậy các bạn thấy là Ronmin nè, rồi đến Zoom. Như vậy mình để ở đây, tí nữa mình coi nếu mà nó xóa hết thì thôi, còn không thì chúng ta sẽ vô đây chúng ta xóa một lần nữa để cho nó sạch. Rồi chúng ta quay trở lại, chúng ta sẽ chọn vô cái ứng dụng là Zoom và chúng ta chọn install. Và các bạn đợi tí nó sẽ install, tức là nó không có cài đặt. Rồi như vậy thì cái quá trình Zoom của chúng ta đã được gỡ và chúng ta không còn thấy biểu tượng ở đây nữa, và chúng ta vào cái menu nó cũng đã mất rồi. Bây giờ chúng ta quay trở lại chỗ Redmi, chúng ta coi thử là trong cái này Zoom F5 một lần coi, đây vẫn còn. Như vậy thì nó còn một cái file thôi, cái file install của chúng ta. Vậy chúng ta có thể là xóa cái thư mục này luôn, delete nhấn shift ha, delete mà không vào sọt rác luôn. Đấy, như vậy là chúng ta đã xóa xong cái ứng dụng Zoom trên máy tính của chúng ta, tức là đã remove nó khỏi cái máy tính của chúng ta và chúng ta không sử dụng nữa.